Thương hiệu của cô ta. Đây cả nhà, xe thông số lớp trước là 8320 nha. Lớp nguyên rin từ Nhật nha. Đây mâm rin luôn. Con này nhìn nó chắc chắn kìa. Nhìn cái độ chắc chắn của nó cả nhà. Dòng hệ, dòng là dòng hệ. Ai biết dùng con này dòng hệ luôn, siêu bền luôn. Được quá. Bắt buộc quá. Để nguyên pin nguyên đồ luôn nha cả nhà, không có xịt rửa, không có ấy luôn nha, để nguyên vậy luôn. Còn nguyên đất nguyên đai luôn. Đây ống thở đây cả nhà xem nè. Để luôn. Hôm nay con điền này. Nhà xem cầm xe nha. Ui. Cái cầm đẹp luôn mọi người đó. Cái gầm mà còn buồn cả bác, cả nhà xe này thấy không? Đó, ngay phía bên này còn đầy đất luôn. Nhưng mà xe gầm đẹp lắm các nhà. Con xe này mà bọn em mà tân trang lại sơn xịt tá là đẹp, nhưng để nguyên zin luôn. Tại vì khách giờ nó thích nguyên zin nha cả nhà. Còn khi nào khách mua, khách cứ giặt để mình giặt thôi, chứ còn mình cứ để nguyên zin. Đó. Đó chưa? Đẹp của con xe chưa? Dưới gầm xe mà còn đẹp là biết là xe đẹp rồi. Đấy đất này. Gì? Quay xe mà không biết xe gì. 830. Lớp sau là 14.928. Lớp sau bên em thay rồi, lớp Hàn Quốc rồi nha cả nhà. Thay lớp mới rồi. Ừ, cái ốc này. Ốc cứ cho mình bị cá luôn. Đi luôn nha, mâm đi luôn, bên em không có sơn chậm gì hết, để vậy luôn nha. Không chạm rửa thì mới ghê chứ, xe rồi nó không chạm rửa xe luôn, để xe vậy luôn. Con này mà rửa sạch đi xong rồi dặm dặm sơ lại là đẹp lắm á nha. Mà sao xa bên em lại không xịt rửa, không dặm gì hết, để vậy luôn. Bùi cho to dữ trời. Bùi to khủng bố. Bùi to khủng bố. Sớ sớ, xịn sớ nhâm nhem ơi. Wow. Chán quá. Đó là khói. Khói quá chịu nổi, khói, khói mà đen hết xe bên em luôn anh. Nè, đen hết bạc rồi, bạc rồi. Đen hả? Đen nhé, đen chứ biết lạ à. Con này chạy trên 800 giờ rồi cả nhà. Bao nhiêu trên 800 giờ. Không có chạy trên 800 giờ thôi cả nhà ơi. Qua VIP. Đây. Số chạy của nó đây. Tăng nhanh chậm đây. Đây là tăng nhanh chậm bên phía chạy nha cả nhà. Đây là bên. Khói bụi không à? Ôi, tóc thích. Con này là cơ toàn bộ luôn nha cả nhà. U cái dây dằn này còn mới nè cả nhà này. Cả nhà nhìn thấy không? Còn sáng vàng luôn này.
thêm đùi nó tí nha. Dạo này mọi người thích xe nguyên zin cả nhà ơi. Thích xe zin mà để vậy á, về đừng có dọn hết. Đừng có xịt rửa gì hết á. Mọi người xem mà ai chưa đăng ký thì cho em cũng đăng ký nha. Còn một lúc like. Không có mất tiền bạc gì đâu cả nhà. Để mình theo dõi những cái video mới và sớm nhất bên cửa hàng. Đây cả nhà xem là ốc bán nguyên zin. Đó, nhìn ha. Tắt bùn thì còn nguyên xi luôn. Đó, xem rõ từng chi tiết cho mọi người tham khảo luôn. Đó, mái che. Cặp kiếm đùi to một cát, to khủng. Đây, đuôi chuột đây. Không thèm rửa là biết ra này nha. Chỗ này nó đất dính thì nó lội ra một tí thôi thì nhìn thấy vàng vàng không cả nhà thấy không? Đó, đây là còn nguyên luôn. Nguyên đất luôn, đồ bám rồi. Đất đồ bám mà đẹp luôn nha. Đó. Đây, dưới gầm con này rất là đẹp nha cả nhà. Gầm con này thì em gọi là độ vĩ của nó là ít thấy luôn á. Nhà xem thấy không? Đó. Con này cũng gần đẹp lắm. Tiếp luôn. 48 mã lực, ai cần sở hữu em nó thì liên hệ với mình qua số điện thoại đã ghi màn hình video nha. Banker, shopper, chạy bật lái, lái xe. Kubota M4830, hàng hệ luôn nha. Chưa biết. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Ai chưa đăng ký thì cho em một nút đăng ký cùng một nút like nha.